Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 05 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Theo đó, từ 8 giờ ngày 16 tháng 8 đến 8 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2021, dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trừ một số hoạt động được thành phố cho phép như thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, thực hiện vệ sinh môi trường đô thị, chăm sóc cây xanh đô thị, xử lý sự cố điện, cấp thoát nước, thông tin viễn thông, thực hiện vận chuyển, cung ứng dược phẩm, vật tư y tế, hóa chất cho các cơ sở y tế, vận chuyển phân phối lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu cho người dân, vận chuyển giao nhận hàng hóa, xuất nhập khẩu từ cảng đến địa điểm giao hàng và ngược lại, vận chuyển công vụ, bưu chính, nhà nước đi cấp cứu, khám chữa bệnh định kỳ tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập, xét nghiệm SARS-CoV-2, tiêm chủng COVID-19, người đi cách ly, hoàn thành cách ly y tế tập trung, xuất viện, đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay đi nước ngoài khi đã có vé, thực hiện tác nghiệp báo chí, v.v. Yêu cầu mọi người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, ai ở đâu thì ở đó, không được di chuyển, đi lại ngoài đường, thực hiện tuyệt đối nhà cách ly với nhà, mọi người không được di chuyển ra vào thành phố.